Bố Cơm, chọn cánh lo đi, tìm đôi mắt sáng cùng nghệ sĩ Nguyễn Hưng. Nghệ sĩ Nguyễn Hưng là cái tên không còn xa lạ gì với khán giả. Anh nổi tiếng với giọng ca đầy nội lực cùng những màn trình diễn kết hợp khiêu vũ nghệ thuật đầy ấn tượng. Ở độ tuổi xấp xỉ U70, anh vẫn sống hết mình cùng nghệ thuật, tham gia trình diễn ở nhiều chương trình trong và ngoài nước. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bí quyết sống khỏe từ nghệ sĩ Nguyễn Hưng. Xin kính chào tất cả quý vị. Lịch trình thì phải nói là hầu như ngày nào cũng là đều là bận, nhưng mà hôm nay thì bận nhiều lắm vì tí xíu nữa là phải chuẩn bị làm một cái cuộc mà khám rồi test con mắt của Nguyễn Hưng, rồi sau đó Nguyễn Hưng phải đi xuống tới Bình Dương để trình diễn ra một cái sự kiện. Không biết quý vị cũng biết là Nguyễn Hưng vừa hát vừa nhảy, cho nên cái sự di chuyển của Nguyễn Hưng cần cái độ nó chính xác, cái sự giao lưu của Nguyễn Hưng cùng với khách, người ta đi coi, người khán giả ta ngồi dưới đấy, thì không nhìn thấy được cái người khán giả ta ngồi ở dưới. Nguyễn Hưng vô tình xem ở trên cái Facebook, Nguyễn Hưng thấy là có quảng cáo và nói về trung tâm nhãn khoa, tức là IEC, có nghĩa là Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Nguyễn Hưng có đến và đã được sự đón tiếp, cho Nguyễn Hưng được gặp bác sĩ và sau đó là khám về mắt của Nguyễn Hưng, và có nói cho Nguyễn Hưng nghe về cái độ sáng của mắt của Hưng là nó ở một cái mức độ đó, tức là khoảng chừng 2-10. Nguyễn Hưng băn khoăn là có hỏi là không biết sau khi Nguyễn Hưng làm xong thì cái xác suất mà cái cuộc giải phẫu nó như thế nào thế nào. Hầu như là không phải riêng cá nhân của Hưng mà như là ai cũng đều sẽ có một cái sự băn khoăn đó, thậm chí ngủ còn không được, không biết, mà nhất là chúng ta lại làm quan trọng nhất là con mắt quý vị. Kính thưa quý vị, bây giờ phải nói là cái lo thì phải nói là Nguyễn Hưng không còn một cái gì mà lo lắng nữa quý vị. Một cái cảm giác mà Nguyễn Hưng nghĩ là như là một bức tranh, quý vị hãy mở mắt kính ra là Nguyễn Hưng nhìn thấy cuộc sống bây giờ, màu sắc bây giờ là đi đâu mọi người và nhìn thấy, thậm chí ban ngày nó sáng rực đúng quý vị, rồi ban đêm nó màu sắc nó lên rõ ràng, cho nên là phải nói là cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn trung tâm nhãn khoa INC. Nhưng mà cho Hưng cảm ơn thêm một người nữa, đó là xin cảm ơn bác sĩ Tùng đã sau khi đã hướng dẫn Hưng và chia sẻ và nói chuyện với Hưng để trước khi mà Nguyễn Hưng bước vào làm phẫu thuật. Tại vì trước khi mà vào làm phẫu thuật á, thì Nguyễn Hưng có nói chuyện với bác sĩ Tùng á, thì lựa chọn và cái trong cái định mà để vào mắt Nguyễn Hưng á, thì sẽ chọn cái trong nào đó, thì khi mà sau khi mà bác sĩ Tùng hướng dẫn cho Hưng và sau khi Tùng nói mà Hưng quyết định Hưng chọn cái trong kính, là có nghĩa là vừa loạn vừa cạnh, thì quý vị để vào cho trong mắt là mình, chúng ta không cần phải mang kính mà chúng ta cũng bình thường thấy, thì đó là một cái điều mà Nguyễn Hưng nói là rất là tuyệt vời luôn. Thì bác sĩ cũng có nói với Nguyễn Hưng là cái độ sáng của Nguyễn Hưng nó sẽ đi lên con số thế gần như 9-10, vì hôm nay thì thật sự là nó khác một trời vật luôn, để khi mà để vào là cái hiệu quả đó quý vị thấy rõ ngay lập tức luôn. Thậm chí bây giờ Nguyễn Hưng ngồi đây quý vị thấy ba cái đèn bằng nó tay nó sáng hoặc là sáng trưng luôn đó. Nhưng mà đây Nguyễn Hưng muốn nhấn mạnh với quý vị về cái đa năng của cái con mắt mà của Nguyễn Hưng đã phẫu thuật đó quý vị. Trời ơi quý vị ơi, ngoài sức tưởng tượng nha. Thường thường mà bình thường mắt mình làm sao mình Nguyễn Hưng không thể ngước, giống như lúc mà Nguyễn Hưng chưa có phẫu thuật đó, Nguyễn Hưng không có thể nhìn thấy mặt trời. Nguyễn Hưng nhìn lên là nó chói lắm quý vị, thậm chí ngồi trong xe cũng vậy. Là mỗi lần chúng ta ngồi xe hơi cũng vậy, mà đi mà mặt trời mà nó hắt vào á, nó hát vào thì chúng ta phải lấy cái tấm chúng ta che xuống. Nhưng mà Nguyễn Hưng lái xe quý vị, Nguyễn Hưng nhìn ngước lên này nè, Nguyễn Hưng nhìn mặt trời luôn. Trời ơi, Nguyễn Hưng không thấy một cái ánh sáng mà hắt ngược lại với Hưng, mà Nguyễn Hưng chỉ có thấy một cái vòng tròn mặt trời rất là đẹp quý vị. Trời ơi, một cái tuyệt vời, Nguyễn Hưng không bao giờ nghĩ là cái kích này nó hay như vậy. Tại vì cứ Nguyễn Hưng đến đây, ta được tất cả những nhân viên ở đây, tất cả những người ta họ tiếp đãi Hưng, rồi giống như từng bước Nguyễn Hưng đi vào ấm mắt, đòi dò thuốc, vân vân và vân vân quý vị. Nhưng mà Nguyễn Hưng đó, chính những cái sự phục vụ đó đã làm cho Nguyễn Hưng cái nỗi mà tập trung vào để lo lắng nó giảm bớt được quý vị. Chăm sóc cái người mà người ta đến với mình thì thật sự là Nguyễn Hưng cũng là cảm ơn luôn tất cả anh em nhân viên ở đây. Từ khâu này qua khâu kia họ đi làm rất là chu đáo. Kể cả bác người bác sĩ họ chuẩn bị họ làm phẫu thuật cho Nguyễn Hưng, họ cũng đánh tan cái nỗi lo lắng của mình thêm một lần nữa để trước khi tiến hành vào làm phẫu thuật.
Đôi mắt đó là một cái cửa sổ của tâm hồn quý vị. Chúng ta có thể nhìn thấy mọi người, nhìn người thân yêu của mình, người thân thương của mình, bạn bè của mình, nhìn tất cả, và thậm chí chúng ta đi nhìn mà nếu mà giống như mà chúng ta mở một cái cửa sổ ra mà chúng ta cứ thấy có một cái màn sương nó ở trước thì chúng ta cũng thấy cuộc sống nó là nó được thú vị như thế nào. Nhìn những nụ cười của bạn bè mình, nhìn của những người thân yêu của mình, cho nên mình thấy là điều đó thì thật sự mới nói quý vị là có tiền cũng không mua được cái điều đó quý vị. Mắt của chúng ta nó có ảnh hưởng về mắt quý vị, nên mạnh dạn đến với bệnh viện để cho bác sĩ người ta tư vấn cho mình, người ta sẽ giải thích cho mình. Đôi mắt là tuyệt vời nhất, cho nên cũng đừng mong muốn sau cuộc nói chuyện này, cũng đừng mong nghĩ là nếu mà quý vị mắt chúng ta có yếu thì chúng ta hãy dành vài phút thời gian chúng ta đến với trung tâm IEC bệnh viện mắt nhãn khoa Sài Gòn. À, người xưa chúng ta có câu nói là quẳng gánh lo đi mà tìm thì phải tìm gì, tìm đôi mắt sáng. Xin mời tất cả quý vị đến với trung tâm nhãn khoa IEC thuộc bệnh viện mắt Sài Gòn. Xin cảm ơn.